93 đang ghép cặp cái bờ. 93 này thì mang hàng 95 anh em ơi. Hay da, hay da. Mang hàng 95 có người sao dở luôn nè. Cũng kép không? Cái đó có cái lỗ. Rồi, vượt qua luôn. Ê, ê. Rồi, sao rồi? Chổi lên. Nghiêng bên rồi. Trời ơi kìa. Nghiêng dữ lắm luôn rồi. Thôi, thôi. Ê, ê, ê. Khủng khiếp thật chứ. Rồi đi lên được rồi. Rồi đổ lúa luôn. Nó nghiêng con bên nè. Rồi rớt luôn rồi. Rồi rớt hết luôn rồi. Bỏ tay. Chỗ đó nó nghiêng chỗ đó mà. Rồi lên luôn. Ê, cái gì nó kêu dữ vậy? Bữa nay anh em mình ra đồng vị trí đến kinh Dũng miền Tây mình ha. Hàm 95, hàm nói có ngôi sao dở luôn nè. À. 93 này trẻ dở luôn nè. À. Lúa này nào nghe lúa này ở đây thì lúa OM. Ôi bồ nổ dữ ha. Mà nghe mình quay hơi xa nhưng mà cái bồ nổ cũng lớn quá lớn luôn. Hàm luôn á. Tài này chạy cũng tốc độ nhanh lắm luôn nè. Lúa hút ngày bụi quá bụi. Khủng không? Lúa nào nghe ở đây trúng dữ lắm luôn nè mà.
tăng tốc luôn, ăn lúc hàm luôn. Cái máy này chạy cắt lúa rất là đẹp luôn á. Quá bụi, sắp thấy cái máy luôn. Xe lúa này dài khủng luôn, chắc xe lúa quá đẹp. Xe kéo này đầy à, tài dưới lơ đang đi vô nè, ba lớp và sau ba lớp một chiếc chưa được ba lớp. Chín ba nãy giờ ra cái khuôn lớn này, giờ cắt cũng mấy vòng rồi nè. Rồi, xe kéo đầy đang đi vô luôn. Bụi quá bụi luôn. Chín ba chạy giữa luôn à. Đóng lúa luôn, chắc xe lúa này tài tăng tốc luôn.